Vâng, hôm nay chiều chủ nhật thì sáng nay Lê Tuấn cũng đã tìm được rất nhiều xe cho các bác rồi. Và hôm nay thì chiều chủ nhật lúc này đã là 4 giờ rưỡi, Lê Tuấn tiếp tục đón khách Tây Ninh. Vâng, đến để xem mặt tất cả những dòng xe. Cũng như em nói rồi, lời đầu tiên thì em xin chúc tất cả các bác đang xem kênh của em một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và trong một tuần đã qua các bác nhá, ngày mai thì là đầu tuần đấy, cũng là trung thu, cũng hôm qua cũng rất nhộn nhịp, vẫn vui vẻ. Chúc các bác các cháu ở trên kênh đúng không ạ, được vui vẻ bên gia đình, hạnh phúc. Và hôm nay tiếp tục cũng như thường lệ thì đầu tiên thì Lê Tuấn cũng sẽ cho các bác xem một số khoan quan này, bàn cái bàn trà, bàn ủi thì có người lấy được các bác nhá. Bạn ủi lấy rồi. Và trước hết thì em báo giá luôn cho các bác, những siêu phẩm ở đây cũng đã xong hết rồi. Và còn một số cũng người đang mấp mé quầy em mới lấy về. Một cái dàn sới này đẹp này. Đây các bác này, dàn sới đẹp này. Sới khô đẹp luôn, 1m4 bác nhá. Đấy, và một dàn 5 mới về. Đây. Và một dàn 6. Một dàn 5 mới về. Và một dàn 6 nữa. Còn cái dàn 9 bình như ngoài này bán được các bác nhá. Đấy, ngoài này bán rồi mới đưa về. Và dàn 3, dàn 7 cực đẹp luôn. Đấy, em đã báo giá các bác rồi thì em review cho các bác để các bác xem. Đấy, những dàn mới về tiếp, những dàn đẹp cho các bác nhá. Dàn chảo 3. Đấy, những dàn chảo 3 đẹp long lanh luôn. Đấy, dàn chảo 3 của Thái này, dàn chảo 6 này. Rồi tất cả các dàn em đã báo giá các bác rồi. Và hôm nay thì em cũng sẽ đưa lên vào chủ nhật chiều nay để kịp thời. Bác nào đang còn cần nhá, đang còn cần chảo 5 đây, đang cần chảo 5 thì các bác alo cho em này. Chảo 6 này, nhỏ này, 9 bình này. Và dàn sới đẹp long lanh luôn này. Đấy. Rồi và tiếp tục những sản phẩm ở đây. Đó nha, và đây em đã cắt ra rồi và chuẩn bị em mua về. Em mua cái em mua lưỡi về để lắp vào nha. Dàn này 2m4 các bác nha. Đấy. Rồi và một dàn chảo 7 cực đẹp luôn. Đây, dàn chảo 7 cực đẹp luôn. Đây, chảo 7 cực đẹp của Pháp. Bác nha. Đấy, không còn gì để nói. Chấm hết luôn. Đấy, em mới ốp lại một cái tấm này nữa là xong. Cực đẹp luôn. Đấy, và bên này khách vẫn đang còn tết. Khách đang tết em 7-6. Đấy, khách đang tết. Đấy, các bác cứ yên tâm. Thì rất nhiều xe và rất nhiều những vị khách quý đang trên kênh của em cũng bớt chút thời gian đến để mà xem xe và đang còn test thử xe thế này. Và em cũng rất máu để cho các bác đây chạy thử. Đấy. Rồi ok, đấy coi chưa, đấy đang chạy thử. Nói về xe 7600 này thì nó rất bề thế. Nó rất bề thế và rất hùng hậu. Và đẳng cấp của hai cầu thì đi đâu đi các bác biết không? Vâng, rất gì là mãnh thú. Đấy, cực mỗi khi mà các bác đã xài rồi thì các bác mới biết được cái chất lượng và cái mạnh của nó như thế nào. Còn các bác nào mà chưa thì các bác vẫn phải cố gắng ước mơ làm sao chúng ta vươn lên. Đó nha. Đấy. Đấy, và hôm nay thì em cũng sẽ báo giá cho các bác những sản phẩm ở đây. Như cái dàn sới này này các bác này, cực đẹp luôn này. Đấy, bác nào thích thì coi như là em báo cho các bác cái này này là 6,5 triệu này, 6,5 triệu, 6,5 triệu luôn các bác nha. Đấy, đang còn ngon lành luôn này. Và mua về thì chủ cũng làm được một thời gian và bây giờ nói chung làm hay không các bác biết này. Đấy, thì để không để, đang nguyên luôn này. Đấy, quá nha. Đấy, đang nguyên xi luôn, rất đẹp này, ống mượt luôn, chạy bằng nhông luôn, cực đẹp. Rồi 6,5 triệu. Rồi tiếp tục đến một dàn chảo 9 bình. Đây các bác này, chảo 9 bình. Đây, chảo 9 bình này. Đây các bác này nhá. Đây này, đây, chảo 9 bình. Thì chảo 9 bình các bác biết rồi, đẳng cấp. Đấy, tí nữa em về một dàn chảo 7 9 bình nữa. Các bác có hết thuốc luôn đó. Tí nữa chờ một chút. Đây này. Số của 9 bình luôn này các bác này. Đây, đấy. Đấy, số điện thoại của 9 bình. Đang nguyên xi luôn. Đây. Số này.
của chiến binh 028 này. 028 này. Đây. 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 Của chiến binh. Các bác nhá. Đây. Rõ ràng. Đây các bác. Đây. Nguyên xi. Đẳng cấp. Rồi. Đấy. Dàn này em cũng nói với các bác là dàn này là 7,5 triệu. Của chiến binh. Dàn 6. Đấy. 7,5 triệu. À quên, xin lỗi các bác. Dàn này 8,5 triệu. Dàn này 8,5 triệu. Dàn này với là 7,5 triệu. Dàn 5. Đây. Dàn 5 cực đẹp luôn. Đấy. Em quên nhiều khi nó cũng lộn. Bánh lái các bác này. Cực không? Đấy, bánh lái đẹp này. Bánh lái này thì hơi màu hơi nhỏ. Nhưng bánh lái này đẹp này. Đấy các bác. Đấy. Đẹp chưa? Đấy cái này này. 7,5 triệu. Các bác nha. Đấy. Thế thôi. Bác nào mấy em bao ship hết cho các bác luôn. Ba cái này bao ship hết. Đấy, dàn 6 đây. Bao ship cho các bác. Đấy. Cái này là 7,5 triệu. Đấy, cái kia là 8,5 triệu. Cái kia là 6,5 triệu. Đấy, còn những cái dàn này thì em nói các bác là 6,5 triệu. Dàn này này. Đây, rất VIP, rất to. Nếu các bác thấy là chảo này 65. Đấy, các bác nào vừa chân thì lấy về 8,5 triệu. Dàn này 8,5 triệu. Rồi, còn cái dàn này là dàn 7. Thì để em ấy xong cái dàn này nữa xong là em báo cho các bác luôn cái dàn này. Nhưng mà nếu như em làm xong thì cái dàn này em nói các bác là nó tầm có 18 triệu các bác nhá. 18 triệu. Đấy. Nó còn ngon hơn của chiến binh. Đẳng cấp cực kỳ đẳng. Nếu bác nào mà xài chào 7 thì các bác biết 18 triệu. Đấy. Rồi và dàn chào 3 này. Đây các bác, dàn chào 3 này 18,5 triệu. Đẳng cấp quốc tế. Đấy. Và xong cái dàn sới này thì em lắp 3. Em lắp 3 dàn ấy vào mới về cho các bác nhá. Đấy, nó tầm có khoảng trên 20 triệu. Trên 20 triệu. Dàn này. Dàn sới này 24. Đẳng cấp chỉ có bác ở bên Dương Minh Châu thôi. Là các bác với theo dõi em rất nhiều. Và em chỉ lắp sới vô một cái là xong. Là các bác lấy thôi. Vâng, và cuối cùng thì một dàn chào 3 ở đây nữa. Thì dàn này là thấp nhất các bác này. Dàn này 13,5 triệu này. Dàn này này. Chảo mới hết này, 72 này. À 68 này. 68-70 dàn này này. Đấy. Và cuối cùng dàn này thì là đỉnh cao nhất là 20 triệu. Đấy, dàn này đẹp nhất ở đây A74 của mác Đại Hoàng các bác. Đấy, cực đẹp, Thổ Nhĩ Kỳ. Và dàn này là 25,5 triệu. Bữa trước 28 triệu bây giờ còn 25,5 triệu. Lấy lại vốn cho các bác. Dàn của Thái trục 3, trục xoay. Đấy, cực đẹp. Đấy, thì ngày mai đã đem sang bên kia để cho nó đẹp đội hình. Đấy, và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác. Vâng, và đến em qua bên này. Đấy, để báo giá cho các bác xem một chút mấy cái chảo bên này nữa. Đây. Tức là hiện bây giờ vẫn cháy hàng ở góc độ thứ nhất là Ủi Trà các bác nhá. Ủi Trà này em bán rồi này. Đấy, xong rồi. Đấy, cuối cùng rất nhiều mà giành nhau lấy cái này. Đấy, xong. Đấy, về. Và còn một dàn khoan nữa. Dàn này 15 triệu. Đúng mức 15 triệu. Dàn này. Và dàn 2, dàn 6 này nữa. Dàn 7 xuống 6. Đấy. Cái này là 65. Cái này chảo 65. Chảo đại, chảo 65 của coi như là Pháp. Còn cái này là của cũng của Australia. Nhưng mà còn được 60. À 62. 62. Cái kia 62, cái này 60. Có nha. Cái kia 62, cái này 60, chả 6. Đấy. Đấy, các bác vậy. Rồi, xong thì em đã báo giá xong các bạn. Các bác coi như là những dàn chảo có tay ở đây. Để cho các bác coi như liên tục theo dõi được tầm nào. Thì các bác cứ theo dõi. Còn cái này em hạ giá cho các bác nhé. Cái này các bác cứ mua xe là các bác mua kèm luôn. Là em hạ giá vào cho các bác cùng với xe. Hôm nay. Đấy. Và đây khách tiếp tục tiếp tiếp. Đấy. Chương trình vẫn đang thử xe này, không biết là có ưng hay không nhưng mà vẫn tiếp tục, bởi vì nghề của em là cứ phải đón tiếp tất cả các vị khách quý đến với cơ sở Bình Minh hôm nay. Đấy, và cuối cùng thì cho em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác nhiều sau.